thì tụng chú Diệu Sư và chú Đại Bi và Kiết Bảo Kiết Ấn. Xin sư vui lòng cho con biết ý nghĩa của các kinh này và sự khác biệt giữa kinh Yến Phạn và Việt Hoán. Thì xin thưa với quý vị đó, sư thì sư chỉ có một cái lời đề nghị là khi mà mình vào một cái quán cháo thì đừng có hỏi mua chè, thì nó lạ đời. Quán cháo thì họ chỉ bán cháo thôi, mà quán chè thì họ mới có bán chè. Mình vào cái quán cháo mình hỏi mua chè, hoặc vào cái quán quán chè mình hỏi mua cháo, thì có khi là mình đi ngược đi lộn chỗ. Cũng vậy đó, sư là một vị sư Phật giáo Nguyên Thủy, cho nên là chỉ những bài kinh nào có cho Phật giáo Nguyên Thủy thì sư mới biết thôi, còn những bài kinh mà không nằm trong Phật giáo Nguyên Thủy thì sư không thể nào mà sư có thể cho ra cái câu trả lời cho quý vị được. Và đây là cách trả lời dành cho cái người hỏi, bởi vì sư xét thấy người hỏi chưa có niềm tin. Cho nên là sư chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng như vậy thôi. Và sư thì sư khuyên đó là quý vị nên học lớp Kinh Hạnh Phúc bằng Bangala Sutta ở trong danh sách pháp của sư á, là bởi vì thế gian này đó người ta thường hay bàn luận với nhau cái gì là hạnh phúc, và người ta luôn luôn tìm cầu hạnh phúc. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời ở đây có 38 điều, mà nếu như chúng ta có được 38 điều này thì chúng ta có hạnh phúc. Quý vị muốn khỏe mạnh, quý vị muốn sống lâu, quý vị muốn an lạc, quý vị muốn tốt cho gia đình, muốn tốt cho mẹ, cho cha, cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái, thì nó nằm hết ở trong đó. Và khi mà quý vị học nhiều thì tự quý vị sẽ trả lời được cái câu hỏi này. Còn bây giờ thì tôi chỉ có thể tạm nói là vào quán cháo được thì đừng hỏi mua chè, thế thôi. Gì đó sư để xa mic hả? Sư để như vậy là gần mic lắm rồi đó, cái mic để sát bên miệng rồi.